Chào mừng khách hàng, quý nhà đầu tư đến với chương trình Talk Show của sàn bất động sản Tân Long. Thưa quý vị, đầu tư bất động sản là chọn đúng dự án và chọn đúng thời điểm. Nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội và linh hoạt trong dịch chuyển dòng vốn thì cầm chắc cơ hội thắng lớn. Vì vậy, khi thị trường quen thuộc đang dần trở nên bão hòa với những cơn sốt đất, vậy theo quý vị, đâu là tọa độ đầu tư bất động sản thời điểm hiện tại? Mời quý vị nhà đầu tư hãy cùng Khánh Linh theo dõi Talk Show ngày hôm nay với chủ đề tọa độ đầu tư bất động sản, giải mã sức hút thị trường Phú Quốc. Đặc biệt hơn, chương trình ngày hôm nay vô cùng vinh dự được chào đón anh Trịnh Duy Hà, Phó Tổng Giám đốc sàn bất động sản Tân Long. Xin chào MC và xin chào tất cả các quý vị nhà đầu tư ngày hôm nay đã theo dõi chương trình tọa độ đầu tư và giải mã sức hút của bất động sản Phú Quốc, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì rất là hy vọng rằng những cái điều mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình hôm nay thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể hiểu hơn về một thị trường đang rất là tiềm năng, và đặc biệt là từ đó đưa ra cho mình được những quyết định đầu tư sản xuất. Vâng, thưa anh Hà, thì trong một tuần vừa qua thì thị trường liên tiếp đón nhận những cái tín hiệu không được mấy tích cực lắm, như giá vàng thì đạt đỉnh, giá xăng thì tăng cao và khiến cho các nhà đầu tư luôn mang cho mình một cái tâm lý vô cùng là bất an về những biến cố khó lường trong chứng khoán. Vậy tại thị trường bất động sản, anh Hà có thể cho Khánh Linh cũng như quý nhà đầu tư được biết thêm là trong những tháng đầu năm diễn ra như thế nào không ạ? Rất là cảm ơn câu hỏi của MC. Và như tất cả các quý vị nhà đầu tư chúng ta đã biết, đặc biệt là các anh chị nhà đầu tư đang rất là tích cực trên các thị trường đầu tư của chúng ta, thì một phần nào đó chúng ta đều có thể quan sát và nắm được những cái sự diễn biến của thị trường trong những tháng đầu năm. Đối với bản thân tôi thì đầu năm qua thì tôi cũng có đi được rất nhiều các tỉnh và đi hết các thị trường bất động sản đang nóng, thì tôi nhận thấy một số những cái đặc điểm như thế này. Thứ nhất thì anh chị có thể thấy ngay từ cuối năm 2021, khi mà chúng ta đã kiểm soát được dịch Covid-19, đúng không ạ? Cùng với cả tỷ lệ tiêm vaccine rất là cao, và gần như nền kinh tế của chúng ta, những cái đường lối của chính phủ thì chúng ta sẽ mở cửa lại tất cả các ngành nghề kể từ cuối tháng 3, đúng không ạ? Và đầu tháng 4. Và cái thông tin đó làm cho rất nhiều các thị trường của chúng ta đã có cái sự sôi động trở lại. Dòng tiền được điều hướng vào kinh doanh nhiều hơn, và các hoạt động kinh doanh đã bắt đầu có cái sự quay trở lại giống như là trước thời điểm dịch. Hay là anh chị chúng ta thấy rằng rất nhiều các dịch vụ, cửa hàng, ăn uống, hàng hóa tiện ích, đúng không ạ, thì đã đông đúc trở lại. Và một trong số những thị trường mà tôi thấy đang diễn biến rất là sôi động đó chính là thị trường du lịch, và kéo theo đó chính là thị trường bất động sản du lịch. Trong vòng nhiều tháng qua thì tôi thấy rất nhiều các dự án gắn tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như là Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, đúng không ạ, Quảng Ninh, Nha Trang thì đều có một cái chứng kiến một cái lượng giao dịch rất là lớn và trong một thời gian rất là nhanh. Nó cho thấy rằng du lịch của chúng ta đang trên đà hồi phục rất là mạnh. Sau 2 năm mà ai cũng bị nén do không được đi đâu đó, đúng không ạ? Vì những cái việc biện pháp hạn chế Covid-19, đúng không ạ? Ngăn cản Covid-19, hay là du lịch quốc tế cũng không có thông thương được, thì từ thời điểm này chúng ta đã đón được những lượt khách quốc tế đầu tiên, đúng không ạ? Và cái sức nén, cái nhu cầu về du lịch đang ở mức rất là cao, tôi cảm nhận như vậy. Trong số những mối quan hệ xung quanh thì ai cũng đã đặt những cái vé để đi du lịch rồi. Và từ đó chúng ta chứng kiến được cái sự hồi phục của bất động sản du lịch đang trên đà rất là mạnh mẽ. Và đấy là một số những cái thị trường mà tôi quan sát. Ngoài ra thì các anh chị cũng thấy đó là việc thị trường chứng khoán đang có tiềm ẩn những rủi ro, đúng không ạ? Hay là thị trường vàng thì tăng giá cao, và đặc biệt là giá xăng tăng đẩy cái chỉ số lạm phát rất là lớn. Từ đó mà các nhà đầu tư ngoài việc lái dòng tiền về công việc kinh doanh của mình thì họ cũng tập trung vào các thị trường đầu tư có tài sản thực, và một trong số những thị trường đó chính là thị trường bất động sản. Và với việc tại các thị trường lớn của chúng ta như là Hà Nội, Sài Gòn, các thành phố lớn, thì các dự án về nguồn cung để giải quyết được cái nguồn cung vẫn đang gặp khó khăn, khi không có nhiều các dự án ra được, thì những cái thị trường về các bất động sản, đất nền, đất thổ cư, đất dân cư, đúng không ạ, ở các khu vực ven các thành phố lớn như là thị trường Hà Nội, thị trường Sài Gòn thì đều cho thấy được cái sự tăng trưởng và cái nhu cầu cao đối với khách hàng. Thứ ba nữa, đó là một thị trường mà tôi thấy cũng đang phát triển tốt, đó là những thị trường có những thông tin quy hoạch tốt và nhà đầu tư kỳ vọng về cái sự tăng trưởng. Cộng thêm một yếu tố nữa, đó chính là những thị trường đó từ trước đến nay đứng ngoài cuộc chơi. Đó là cách khác là gì? Cái nền giá bất động sản tại những thị trường đó đang ở mức thấp. Tôi lấy ví dụ như là Tây Nguyên cũng đang cho thấy cái sự bứt phá tăng trưởng, đúng không ạ? Khi có những thông tin quy hoạch về kết nối hạ tầng, các tuyến đường cao tốc sẽ kết nối Tây Nguyên với cả các khu vực lân cận, hay là các thị trường khu công nghiệp sẽ được trọng điểm phát triển, ví dụ như là Bình Phước, đúng không ạ? Như Tây Ninh, như các thị trường xung quanh Sài Gòn, hay các thị trường ở Hà Nội, xung quanh Hà Nội, những khu trọng điểm phát triển công nghiệp như là Bắc Giang, đúng không ạ?
thì cái bất động sản công nghiệp gắn với cả cái định hướng về quy hoạch, về hạ tầng giao thông của chính phủ, cùng thêm một yếu tố nữa, đó chính là những thị trường mới mà cái ngưỡng giá bất động sản đang ở mức thấp thì đang là những nơi mà đón cái dòng tiền đổ vào rất là lớn, và đang là nơi thu hút các nhà đầu tư dịch chuyển từ các thị trường mà đã tăng nhiều đợt sau các năm vừa qua. Vâng, theo những gì mà anh Hà vừa mới chia sẻ thì các khu vực xa trung tâm hiện nay đang là lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư. Và theo thông tin mà Khánh Linh tìm hiểu được, kể từ khi chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế Phú Quốc thì nơi đây đã và đang đón nhận tín hiệu vô cùng là lạc quan của thị trường. Đứng trên góc độ của một chuyên gia bất động sản, theo anh Hà, ngoài sự hỗ trợ của chính phủ thì động lực nào đã thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Phú Quốc ạ? Cảm ơn MC, và chắc hẳn là rất nhiều các quý nhà đầu tư cũng đang có cái câu hỏi như vậy, đúng không ạ? Thực ra thị trường trong suốt từ nửa cuối năm 2021 cho đến đầu năm 2022 thì thị trường Phú Quốc là một trong số những thị trường mà đón cái dòng vốn đầu tư rất là mạnh từ các nhà đầu tư trên cả nước, đặc biệt là cả thu hút được cả nhà đầu tư phía Nam hay cả nhà đầu tư phía Bắc. Và Tân Long chúng tôi thì cũng rất là vinh dự khi cũng có phân phối các sản phẩm bất động sản cao cấp tại thị trường Phú Quốc, và tốc độ hấp thụ của các sản phẩm này thì rất là nhanh. Một trong số những cái lý do mà để giải mã cho sức hút của nó thì chúng ta phải phân tích một cái tổng quan về một thị trường. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì Phú Quốc là một trong số những thị trường hội tụ được đầy đủ các yếu tố mà chắc chắn sẽ trở thành một trong số những thị trường tâm điểm của Việt Nam trong không chỉ hiện tại mà trong cả một cái chu kỳ dài 10 đến 20 năm tới. Yếu tố đầu tiên các quý vị có thể nhìn thấy đó chính là Phú Quốc thì được công nhận trở thành một trong số những đặc khu kinh tế đầu tiên, đúng không ạ? Với định hướng đó là phát triển về du lịch, phát triển về các cái ngành kinh tế mũi nhọn, trung tâm thương mại, tài chính tại khu vực này. Và khi mà đã được nhận được những cái thông tin quy hoạch như vậy thì những cái nỗ lực của chính phủ khi mà kiến tạo về hạ tầng, rồi thì những cái chính sách đặc biệt về các thủ tục hành chính, các thủ tục đầu tư, đúng không ạ? Thì từ tất cả những yếu tố đó sẽ thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế. Thì yếu tố đầu tiên là đến từ yếu tố quy hoạch. Yếu tố thứ hai, ngoài yếu tố về quy hoạch và những yếu tố thúc đẩy từ chính phủ ra, thì yếu tố thứ hai của Phú Quốc ấy, đó chính là Phú Quốc thì được hiện thực các quy hoạch đó và kéo ngắn cái thời gian hiện thực quy hoạch bằng việc đó là sự chung tay của rất nhiều các nhà đầu tư lớn, đúng không ạ? Các ông lớn trong lĩnh vực phát triển bất động sản có thể kể đến như là Vingroup với các đại dự án tại khu vực phía Bắc đảo của Phú Quốc, hay là Sun Group ở khu vực Nam đảo, hay rất nhiều hàng loạt các chủ đầu tư lớn khác như là Mayhome Capital, đúng không ạ? Hay là các chủ đầu tư khác như MIK, như Movenpick, rất nhiều các cái thương hiệu, các chủ đầu tư lớn. Và các anh chị đều có thể thấy nó là một thị trường mà có được sự hậu thuẫn từ chính sách thúc đẩy và dồn cái nguồn lực để phát triển cho thị trường đó. Cộng thêm yếu tố thứ hai đó chính là yếu tố của các chủ đầu tư lớn đã xuất hiện và sẽ làm hiện thực các cái quy hoạch đó và làm gia tăng cái sự thay đổi về hạ tầng, về chính sách. Thì đó là một cái thị trường mà theo phân tích của tôi là hội tụ đầy đủ. Và thứ ba là ở tại Phú Quốc thì sẽ rất là thuận lợi để phát triển về du lịch, phát triển về kinh tế. Và cả ba yếu tố này đó là những cái nội lực của thị trường này cộng thêm các yếu tố khác như chính sách và nhà đầu tư thì làm cho thị trường Phú Quốc sẽ là một, với cá nhân tôi thì đây sẽ là một trong số những thị trường trọng điểm về phát triển bất động sản, kể về bất động sản thương mại, bất động sản đô thị, bất động sản du lịch trong không chỉ hiện tại mà cả trong thời điểm từ 10 đến 20 năm tới. Thì đây vẫn là một thị trường vàng và đáng nằm trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư sáng suốt và thông minh. Cảm ơn anh Hà đã cho Khánh Linh và quý nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường. Bản thân Khánh Linh cũng là một người vô cùng yêu thích về bất động sản, và chắc hẳn những nhà đầu tư đang theo dõi Talk Show ngày hôm nay cũng mong muốn anh Hà có thể gợi ý vài sản phẩm đầu tư với tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn hiện nay được không ạ? Cảm ơn MC. Và với thị trường Phú Quốc hiện nay thì có rất nhiều các sản phẩm để các quý vị nhà đầu tư có thể lựa chọn trải đều trong tất cả các phân khúc từ trung cấp, bình dân cho đến các sản phẩm bất động sản cao cấp. Và với quan điểm của tôi thì một trong số những cái điểm mà tôi sẽ gợi ý đầu tiên cho quý vị không thể không nhắc đến đó chính là quần thể các đại dự án của chủ đầu tư Vingroup tại khu vực đảo Phú Quốc này. Bởi vì các quý vị đều thấy đó là Phú Quốc thì được định hướng đó là về phát triển du lịch, đúng không ạ? Trong đó là các loại hình du lịch cao cấp và du lịch điểm đến. Vì vậy mà những bất động sản gắn với du lịch sẽ là những bất động sản mà được hưởng lợi nhiều nhất từ cái đường lối chính sách này. Và Phú Quốc thì sở hữu cái hạ tầng cho việc hạ tầng để phát triển du lịch rất là thuận lợi.
khi mà Phú Quốc thì có sân bay quốc tế, đúng không ạ? Và có các đường bay thẳng đến từ các cái địa điểm du lịch không chỉ ở Việt Nam mà trên cả các thị trường du lịch khác ở châu Á hay là trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore thì đều có thể đến trực tiếp đến đảo Phú Quốc. Và khi mà đến thì quý vị đều thấy là những người du lịch tầng lớp cao cấp, đúng không ạ? Khi họ đến sân bay thì họ sẽ ngay lập tức di chuyển về các khu resort, đúng không ạ? Hoặc là các điểm đến nổi tiếng của đảo Phú Quốc. Vậy thì những cái sản phẩm bất động sản nào được hưởng lợi thì theo tôi đó là việc đầu tiên đó chính là các sản phẩm bất động sản cao cấp từ các chủ đầu tư uy tín. Và khi đầu tư bất động sản du lịch thì một trong số những cái yếu tố mà quý vị rất cần phải quan tâm đầu tiên đó là năng lực, tầm vóc cũng như là kinh nghiệm triển khai của chủ đầu tư, đúng không ạ? Và khi quý vị chúng ta lựa chọn các chủ đầu tư lớn, các chủ đầu tư uy tín thì chúng ta không cần phải quá quan tâm đến cái vấn đề này nữa. Chúng ta không sợ những cái rủi ro trong việc như là dự án có về đích hay không, đúng không ạ? Có xây dựng đúng tiến độ hay không, hay là cái quần thể có đủ lớn để mở ra cái nhu cầu là all in one, nghĩa là một cái du khách đến cái quần thể đó có thể ở trong đó cả 5 ngày, 6 ngày ăn chơi, đúng không ạ? Du lịch, tham quan, các hoạt động vui chơi giải trí khác nhau mà không cần phải ra bên ngoài, thì đó chính là xu hướng hiện nay. Và với những cái điều như thế thì chỉ có các chủ đầu tư lớn làm được. Và tôi sẽ giới thiệu đến quý vị đầu tiên đó chính là các đại dự án của chủ đầu tư Vingroup. Yếu tố thứ hai đó chính là các chủ đầu tư lớn, và khi chúng ta đầu tư đến bất động sản du lịch thì chúng ta cần phải quan tâm đến một cái yếu tố rất là quan trọng, đó chính là cái bài toán vận hành của các chủ đầu tư. Có rất nhiều các sản phẩm khi mà chúng ta mua ở bất động sản du lịch nhưng mà bài toán vận hành lại gặp vấn đề, đúng không ạ? Chủ đầu tư không có năng lực vận hành, hay là cái sản phẩm đó sau khi hình thành thì vận hành không thể thu hút được khách du lịch đến. Vì vậy mà cái bài toán cam kết lợi nhuận cũng không thể đảm bảo, đúng không ạ? Ví dụ như trong chu kỳ trước, các anh chị đã thấy rất nhiều các sản phẩm mà các chủ đầu tư cũng cam kết về mức lợi nhuận 10%, 5%, 7% hay 12% một năm trong 10 năm, trong 20 năm. Nhưng không có nhiều các chủ đầu tư duy trì được cam kết đó trong suốt thời gian. Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến yếu tố vận hành. Và vận hành thì đòi hỏi đó là phải có nghề, đúng không ạ? Nghề vận hành. Thứ hai là phải chủ đầu tư phải có tiềm lực, đủ cái quy mô. Và thứ ba là cái quần thể của chủ đầu tư xây dựng, như tôi lại nói lại. Cái quần thể chủ đầu tư xây dựng đủ sức hút cho khách du lịch và đủ lấp đầy cái lịch trình du lịch từ 2 đến 3 ngày với các địa điểm như Phú Quốc, hay là từ 5 đến 7 ngày với những người khác. Thì trong quần thể các đại dự án của Vingroup có đầy đủ những yếu tố đó. Từ tắm biển, đúng không ạ, cũng có thể có. Quý vị có thể vào đó để có thể như là chơi casino, đúng không ạ, thì cũng là một loại hình thu du lịch rất là phổ biến. Hay là các công viên giải trí, các công viên chủ đề, đúng không ạ, như là Vinpearl hay là VinWonder hay là gì ạ, hay là công viên Safari, đúng không ạ? Thì tất cả những cái loại hình như đó có thể cung cấp được cái lấp đầy cái lịch trình du lịch của một du khách bình thường trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Thậm chí rằng là tôi mới đến thì rất nhiều các bạn bè tôi cũng đồng ý một quan điểm rằng là có thể đến Vin và chơi trong vòng 5 ngày mà cũng chưa hết được các điểm đến ở Vin, hay là kết hợp với cả các điểm đến nổi tiếng của Phú Quốc. Quá nhiều đúng không ạ? Thì đó chính là cái yếu tố then chốt của bất động sản du lịch. Một đó là yếu tố về tiến độ, yếu tố về kinh nghiệm triển khai, yếu tố về cái quy mô của dự án để đủ cung cấp cái tiện ích. Thứ hai chính là yếu tố về vận hành. Và thứ ba đó là cân bằng giữa cái nhu cầu và cái kế hoạch đầu tư của các quý vị. Ví dụ như các quý vị đầu tư, cái sở thích hiện nay của quý vị hay là cái gu đầu tư của quý vị đang là đầu tư vào bất động sản giá trị, đúng không ạ? Nghĩa là bất động sản nằm trong các cái quần thể như vậy và khai thác cái giá trị dòng tiền, có thể cho thuê các căn shop house, đúng không ạ, hay là các căn biệt thự, hay là lấy cái phần trăm mà chủ đầu tư chia sẻ lợi nhuận. Và ngoài ra thì cùng với cái việc du lịch càng ngày càng phát triển, hạ tầng của Phú Quốc càng ngày càng tốt hơn và lượng khách du lịch tăng đều sau hàng năm, thì giá trị của các bất động sản đó nó cũng sẽ tăng lên. Nghĩa là chúng ta không chỉ có lãi ròng mà chúng ta còn có cả lãi vốn nữa nếu chúng ta mua trong thời điểm tốt, đúng không ạ, thời điểm sớm hiện nay. Thì đấy chính là một cái sản phẩm mà tôi muốn hướng đến tất cả các quý vị. Tất nhiên nó phù hợp với các nhà đầu tư ở cái tầm tiền cao cấp và muốn sở hữu những cái sản phẩm có thể coi là sản phẩm giới hạn đặc biệt và có cái triển vọng về khai thác cũng như là tăng giá tốt. Ngoài ra thì các quý vị chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được thêm nhiều các sản phẩm đầu tư khác, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì quý vị chúng ta đầu tư ở đâu thì hãy đến đó, đúng không ạ? Đến đó để chúng ta trải nghiệm, chúng ta xem rằng những điều mà chúng ta nghe, chúng ta tiếp nhận hàng ngày nó có thực sự diễn biến như vậy hay không. Và khi mà chúng ta đã có một cái kế hoạch đầu tư cho bản thân mình và chúng ta tìm thấy một cái cơ hội phù hợp với cái kế hoạch đầu tư đó, thì chúng ta hãy mạnh dạn xuống tiền thật là nhanh. Bởi vì có một cái nguyên tắc bất di bất dịch trong đầu tư bất động sản rồi, đúng không ạ? Đó là thấp tầng thì
càng nhanh càng tốt, đúng không? Bởi vì nếu chúng ta mua chậm thì ngày hôm sau chúng ta sẽ phải mua với cái giá cao hơn của những người khác. Và vâng, cảm ơn những chia sẻ và cũng như là những thông tin bổ ích mà anh vừa mang tới cho Khánh Linh cũng như là quỹ đầu tư đang ngồi bên dưới đây. Hy vọng rằng những gợi ý về tọa độ đầu tư bất động sản trong talk show ngày hôm nay sẽ mang lại cho mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn về bất động sản. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình talk show ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.